Trà Cơ Kiển đây mình mến chào quý anh chị các bạn. Hôm nay mình sẽ cập nhật thêm rất là nhiều phong nền mới của một số dòng cá sư tử. Anh chị các bạn yêu thích những size lớn, size từ 10 xăng cho tới size 15-20 xăng thì bên trại đều có đầy đủ tất cả các phong mà. Tất cả những dòng cá bên trại quay lên đều là dòng sọt. Anh chị các bạn thích những con sọt ú ú tròn tròn dễ thương, tay bơi tròn, vây lưng cao thì có thể ghé qua bên trại đi lựa, hoặc là có thể liên hệ qua Zalo. Anh chị các bạn có thể liên hệ qua Zalo, nếu mà mình ở tỉnh còn ở gần thì anh chị bạn có thể ghé qua. Anh chị các bạn thích những con râu dài thì có thể chọn cặp này. Rất là đẹp luôn các bạn, dòng sư tử super short. Size 15 xăng. Hoặc là khi mà mình quay video như thế này, anh chị các bạn có thể chụp màn hình gửi, đánh dấu và gửi qua Zalo, bên trại sẽ báo giá qua. Anh chị các bạn có thể đặt một số dòng cá này về trưng bày hoặc là mình làm quà biếu tặng bạn bè. Còn trong hôm nay thì mình sẽ quay lên đầy đủ tất cả các màu sắc của dòng cá sư tử. Trong cây này là mình để đầy đủ tất cả các màu luôn. Anh chị các bạn thích những con panda hoặc là những con trắng vàng, màu đen, đồng đen, vàng đen. Để mình bắt một cặp đen, anh chị các bạn xem, đen super short. Size này là 12 cho tới 15 cm. Những con màu đen nhìn rất là cá tính luôn các bạn. Ngoài một số dòng cá koi cô chú anh chị các bạn đang xem thì bên trại còn rất là nhiều dòng cá khác, như là cá bảy màu thì có trên 30 loại, còn cá beta thì có rất là nhiều dòng. Anh chị các bạn thích những dòng hatmul hoặc là la cáp thì có thể vào trong kênh để mình lựa, mình có quay theo từng phần. Mỗi một phần thì mình quay lên rất là nhiều dòng. Anh chị các bạn thường thì mình quay lên khoảng 200 con của tất cả những dòng cá beta. Anh chị bạn có thể vào trong kênh để xem. Tiếp theo sẽ là một cặp màu cam. Màu cam có ánh gingi rất là đẹp luôn các bạn. Cứ mỗi một tuần thì mình sẽ lên một lô cá những bản màu khác nhau. Cô chú anh chị các bạn thích màu nào thì vui lòng liên hệ qua Zalo, bên trại sẽ gửi bản giá qua để anh chị các bạn có thể đặt hàng. Còn cái này là dòng Kohaku đó các bạn, màu trắng với lại màu đỏ phối với nhau, nhưng mà của dòng cá sư tử. Tất cả những dòng cá này là đều hàng nhập. Tiếp theo sẽ là một cặp của màu đồng. Anh chị các bạn thích những con màu vàng đồng thì có thể chọn như thế này. Những con này là cá hàng sọt đó các bạn. Lúc nhỏ thì màu nó xinh như thế này, anh chị các bạn nuôi càng lớn thì màu càng lớn thì cá nó sẽ càng đẹp các bạn. Anh chị bạn để ý vây đuôi lưng kỳ cờ rất là xuất sắc luôn. Rất là đẹp luôn các bạn, của màu vàng đồng. Cô chú anh chị các bạn thích con nào, dòng size bao nhiêu thì có thể nhắn tin qua Zalo hoặc là qua số điện thoại. Tiếp theo sẽ là một cặp màu vàng đồng đen, một cặp trống mái luôn. Một cặp của dòng đồng đen. Anh chị các bạn thích màu đen với màu đồng phối với nhau thì có thể chọn cặp này. Mình có thể làm gì làm quà biếu tặng bạn bè. Bên trại mở cửa từ lúc 8 giờ sáng cho tới 21 giờ tối tất cả các ngày trong tuần. Nếu lúc nào có thời gian thì anh chị các bạn có thể dẫn gia đình hoặc là bạn bè đi qua ghé qua để lựa một số dòng cá sư tử. Màu đen của dòng super short rất là xuất sắc luôn các bạn. Anh chị các bạn tìm một số dòng đơn sắc của dòng short thì có thể xem trong video này để đặt hàng. Màu trắng với lại màu cam phối với nhau của dòng Kohaku. Rồi cảm ơn tất cả anh chị các bạn. Cô chú anh chị các bạn thích màu nào có thể đánh dấu, chụp màn hình gửi qua Zalo. Anh chị các bạn đặt hàng thì vui lòng nhắn qua Zalo hoặc là qua số điện thoại. Bên trại không có nhận ship code tất cả những dòng cá sư tử hoặc là một số dòng cá koi. Chỉ nhận ship code đối với một số dòng cá như là cá bảy màu, beta, cá quý kiếm. Còn những dòng cá này thì để đảm bảo sức khỏe cho cá thì không có nhận ship code nha các bạn. Còn cặp này là màu bạc, nãy giờ quên quay cho anh chị các bạn xem. Hôm nay có đầy đủ tất cả các màu. Rồi cảm ơn tất cả anh chị các bạn, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.